Dạ em xin chào. Đối với mình vệ sinh lưu ý giữ xe khi mình có những vết phân chim dính trên bề mặt sơn thì mình cần phải vệ sinh ngay lập tức, bởi vì trong phân chim có chứa chất axit, do vậy sẽ làm hư bề mặt sơn. Bề mặt sơn có bề lớp bóng, tuy nhiên nếu mà khi mà phân chim sẽ ăn mòn lớp bóng và ăn xuyên vào mặt sơn, lúc đó mình phải sơn lại. Mình xin cảm ơn.